Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, vấn đề an toàn của đập Tam Hiệp đang được thế giới rất quan tâm và giả thuyết về nguy cơ vỡ đập đã tràn lan trên mạng. Mặc dù chính quyền Trung Quốc kiên quyết bác bỏ nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, nhưng nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng một trong những nguyên nhân có thể khiến con đập Tam Hiệp bị vỡ chính là động đất. Và bây giờ, điều các chuyên gia lo lắng nhất đã bắt đầu khi mà những trận động đất đang xảy ra liên tiếp ở thượng nguồn Tam Hiệp. Cụ thể, vào lúc 4 giờ 7 phút sáng ngày hôm nay, một trận động đất với cường độ 3,2 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhã Nhĩ Cái, châu A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, tâm chấn tại vị trí là 34,1 độ vĩ Bắc, 102,68 độ kinh Đông với độ sâu tâm chấn là 8 km dưới lòng đất. Trong khi đó, châu A Bá nằm ở thượng nguồn của đập Tam Hiệp. Sau 61 ngày cảnh báo mưa lớn liên tục, hồ chứa nước đập Tam Hiệp đang ở mức báo động. Áp lực nước quá lớn lên đập Tam Hiệp nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử đã khiến chính quyền Trung Quốc phải xả đập với lưu lượng nước lớn để cứu nguy. Tuy nhiên, tình cảnh ngập lụt vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm vì mưa lớn vẫn liên tục diễn ra. Thậm chí, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc và Phượng Hoàng Cổ Trấn, tỉnh Hồ Nam còn bị ngập hoàn toàn. Trong khi đó, Trùng Khánh cũng đã bị ngập lụt nặng. Cộng đồng ở Vịnh San Hô, Đại Kiều bên sông Dương Tử cũng nhận được thông báo yêu cầu cư dân sống trong các khu vực nhà có 4 tầng trở xuống chuẩn bị đối phó với nước lũ cao nhất kể từ năm 1981. Ngoài trận động đất vào sáng sớm hôm nay, theo mạng lưới điện chấn Trung Quốc, lúc 1 giờ 55 phút chiều qua, một trận động đất 3,7 độ Richter xảy ra ở thị trấn Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Vị trí tại tọa độ 28,17 độ vĩ Bắc, 104,77 độ kinh Đông, độ sâu tâm chấn là 9 km dưới lòng đất. Vào 5 giờ 37 phút ngày hôm kia, một trận động đất mạnh 3,1 độ Richter xảy ra ở huyện Trường Ninh, Nghi Tân, Tứ Xuyên, tâm chấn ở vị trí tọa độ 28,33 độ vĩ Bắc, 104,95 độ kinh Đông với độ sâu tâm chấn là 11 km. Lúc 0 giờ 13 phút ngày hôm kia, một trận động đất khác mạnh 3 độ Richter xảy ra ở Nội Giang, huyện Uy Viễn, tỉnh Tứ Xuyên, vị trí tại tọa độ 29,48 độ vĩ Bắc, 104,54 độ kinh Đông với độ sâu tâm chấn là 10 km. Trong cùng ngày, lúc 3 giờ 34 phút, huyện Giang Thành, trấn Phổ Nhị, tỉnh Vân Nam, tâm chấn tại tọa độ 57 vĩ Bắc, 101,98 độ kinh Đông, cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter, độ sâu tâm chấn là 10 km. Vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão trên diện rộng, kèm theo đó là đối lưu không khí mạnh như dông và gió bão. Tính đến ngày hôm qua, mưa lớn tiếp tục tấn công hàng chục thành phố của Trung Quốc. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở 26 tỉnh, ước tính có trên 10 triệu người mất nhà. Bóng dáng của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thấy đâu. Kể từ đầu tháng trở lại đây, nhiều tỉnh thành ở miền Nam Trung Quốc đã xuất hiện mưa lớn. Theo số liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 8,52 triệu người ở 24 tỉnh và thành phố ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc đã bị ảnh hưởng. Đập Tam Hiệp cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. Kể từ đầu tháng này, ở miền Nam Trung Quốc đã có mưa lớn. Truyền thông đại lục cho biết, một phần của miền Nam và miền Trung Trung Quốc cùng các khu vực phía Tây Nam bắt đầu có mưa liên tục hoặc mưa lớn trong 24 giờ. Ở một số vùng còn xuất hiện mưa đá. Ngày hôm kia, một trận lở đất đã xảy ra ở Mai Long Châu, huyện Đan Ba, chặn dòng sông Tiêu Kim Xuyên tạo thành một hồ nước. Lượng nước trong hồ đã đạt tới 1 triệu mét khối và bắt đầu tràn ra ngoài. Nhà máy điện Mai Long với công suất phát điện là 2.000 kW đã bị cuốn trôi. Video được cư dân mạng đăng tải cho thấy dòng chảy khổng lồ tràn xuống từ thượng nguồn, cuốn trôi những con đường, ngôi làng dọc đường đi. Một trận lở đất đã bất ngờ xuất hiện từ đỉnh núi trực tiếp nhấn chìm và chôn vùi nhiều ngôi làng. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu dân làng đã bị giết trong khi đang ngủ. Thông tin dự báo cho biết, mưa lớn ở một số khu vực của Tứ Xuyên dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Ngoại giới vẫn luôn lo ngại về đập Tam Hiệp, từng nhiều lần bị truyền thông chỉ ra là có sự biến dạng ở thân đập, nhưng đều bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc phủ nhận. Lần này, liệu đập Tam Hiệp có thể chống chọi được những tác động của lũ lụt? Chuyên gia cảnh báo, Nghi Sương ở dưới nên trốn thoát, cảnh báo lần cuối.
Năm ngoái, sự biến dạng nghiêm trọng của đập Tam Hiệp đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Những cơn mưa lớn ở miền Nam thời gian này lại một lần nữa gây ra những lo ngại cho ngoại giới. Truyền thông xã hội ở nước ngoài gần đây đã lan truyền một tin tức nói rằng Hoàng Tiểu Khôn, một kỹ sư kết cấu hàng đầu quốc gia, một nhà nghiên cứu, viện sĩ của Học viện Nghiên cứu Xây dựng Trung Quốc, cũng là kỹ sư trưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Kiến Nghiên, đã đưa ra một thông điệp cảnh báo trong nhóm WeChat của mình rằng nghi xương ở dưới nên trốn thoát, cảnh báo lần cuối. Chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc nói rằng đập Tam Hiệp đã bị biến dạng nghiêm trọng vào năm ngoái. Ông cảnh báo sẽ có hậu quả khôn lường nếu như có sự cố vỡ đập trong tương lai. Một khi đập Tam Hiệp bị vỡ, hàng trăm ngàn người sống ở thành phố Nghi Xương sẽ chết. Ông giải thích rằng đập Tam Hiệp bao gồm hàng chục đập bê tông độc lập. Mỗi đập được đặt trên nền đá tách biệt với nền đá và khi bị ảnh hưởng bởi áp lực và nhiệt độ của nước, khối đập sẽ phải trải qua các biến dạng và dịch chuyển khác nhau, nghĩa là con đập đang di chuyển. Thiết kế này quyết định điểm yếu của đập Tam Hiệp. Trên thực tế, kể từ khi khởi động dự án Tam Hiệp, những tranh cãi về chất lượng của công trình, các mối nguy hiểm và tác động tới môi trường của đập chưa bao giờ kết thúc. Thưa quý vị khán giả, gần đây ở Trung Quốc đại lục liên tục xuất hiện các dị tượng và ngày hôm qua, thành phố Thượng Hải đã phải hứng chịu thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Buổi trưa đột nhiên cuồng phong bão táp nổi lên, kế tiếp là sấm chớp kinh người kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Một số khu vực mưa như thác đổ, thậm chí có nơi còn có tuyết rơi ngay giữa mùa hè. Hôm qua, buổi sáng ở Thượng Hải, thời tiết rất nóng, buổi trưa nhiệt độ gần 33 độ, sau đó liên tiếp trong 3 giờ đồng hồ, Thượng Hải đột nhiên có mưa dông kéo đến, sấm sét đùng đùng cùng với mưa như chút nước. Theo thống kê được công bố sau đó bởi Trung tâm Kỹ thuật Phòng chống thiên tai của Cục Khí tượng Thượng Hải, từ khoảng 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều ngày hôm đó, số lần sét đánh ở Thượng Hải lên tới 4.207 lần, với trung bình 23 tia sét một phút. Rất nhiều người dân Thượng Hải cũng xôn xao đăng tải các thông tin mô tả cơn dông và sấm sét kinh người này lên mạng xã hội. Một công dân sống tại quận Hồng Khẩu, Thượng Hải đã nói rằng sấm chớp này sao vang to như tiếng nổ vậy, còn có cảm giác như mặt đất rung chuyển. Năm nay đúng là một năm bất thường. Cũng có một cư dân mạng khác nói rằng trưa hôm đó đột nhiên Thượng Hải có sấm sét âm thanh vô cùng to, nghe giống như một vụ nổ vậy. Bình thường thì bản thân vốn không hề sợ sấm chớp, nhưng lần này lại bị dọa cho khiếp vía. Một cư dân khác ở Thượng Hải cũng để lại bình luận: "Tôi cứ tưởng rằng có một vụ nổ đã phá hủy nhà hàng xóm của tôi. Nó làm tôi sực tỉnh dậy và cứ tưởng rằng là động đất." Một người khác nói: "Dùng mình, sấm nổ một cái đột nhiên trong nhà mất điện. Bây giờ mưa đã tạnh lâu rồi mà vẫn chưa có điện. Thật cũng không dám bật công tắc điện nữa. Quạt gió, máy điều hòa đều không mở được. Thật sự bây giờ rất nóng." Theo thông báo từ Weibo của chính quyền Thượng Hải thông báo cho biết, Đài quan sát khí tượng trung tâm Thượng Hải vào lúc 12 giờ 39 phút trưa ngày hôm qua đã cập nhật tín hiệu cảnh báo xanh mưa bão ban đầu thành tín hiệu cảnh báo vàng mưa bão và cảnh báo rằng trung tâm thành phố Thượng Hải cùng một số khu vực cục bộ khác như Phú Đông, Sùng Minh, Phụng Hiền, Tùng Giang, Thanh Phổ, Mẫn Hành, Gia Định, Bảo Sơn là những khu vực bị ảnh hưởng. Sau đó, Đài quan sát khí tượng đã cập nhật tín hiệu cảnh báo vàng sấm sét thành tín hiệu cảnh báo cam sấm sét vào lúc 1 giờ 6 phút chiều, thông báo rằng dự kiến trong vòng 2 giờ nữa, các khu vực như trung tâm thành phố Đông, Sùng Minh, Phụng Hiền, Tùng Giang, Thanh Phổ, Mẫn Hành, Gia Định, Bảo Sơn có khả năng cao có sấm sét mạnh và khả năng xảy ra tai nạn do sét đánh cũng tương đối cao. Theo dữ liệu công bố, lần cuối cùng Thượng Hải đưa ra cảnh báo sấm sét màu cam là ngày 19 tháng 8 năm 2017. Trên trang Weibo Phố Đông thông báo đưa tin đã có một trận tuyết rơi ngắn ở quận Phố Đông của Thượng Hải vào trưa ngày hôm qua. Tài khoản này cũng đã công bố một đoạn video ngắn cho thấy tuyết rơi ở Phố Đông. Với tựa đề Phố Đông mới vừa có tuyết rơi, chỗ bạn thì sao? Bài đăng cho biết vào buổi trưa ngày hôm đó, một người bạn đã gửi một đoạn video nói rằng trời đang có tuyết rơi ở Phố Đông, xem ra thời tiết cũng thật bất thường. Đoạn video cho thấy những bông tuyết đang bay bên ngoài cửa sổ và chúng bay cùng với gió. Rõ ràng đây không phải là mưa đá. Theo dự báo thời tiết Thượng Hải, tính đến 3 giờ chiều ngày hôm đó, 10% đường phố và thị trấn ở Thượng Hải đã bị ngập lụt quá 50mm, nhưng cũng có một số khu vực không mưa hoặc chỉ có sấm chứ không có mưa. Trên thực tế, không chỉ thời tiết ở Thượng Hải bất thường vào tuần qua, mà ở thành phố Bắc Kinh cũng có hiện tượng bất thường khi có tuyết rơi giữa mùa hè, cư dân mạng thở dài.
Tờ Nhật báo Bắc Kinh đưa tin vào 3 giờ 20 phút chiều hôm qua, ông Lý, một cư dân sống tại tòa nhà số 11 đường Xuân Tú, quận Đông Thành, thành phố Bắc Kinh, đột nhiên phát hiện thấy tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, ông liền lấy điện thoại ra quay lại và gọi con gái đến xem tuyết rơi. Trong đoạn video mà ông Lý chia sẻ trên mạng xã hội có thể thấy những bông tuyết trắng rơi đầy bên ngoài cửa sổ. Ông Lý cho biết hiện tượng kỳ lạ này kéo dài khoảng 5 đến 6 phút. Ông nói, lúc đầu tôi nghĩ trời đang mưa, nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn hóa ra là tuyết, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi đưa tay ra khỏi cửa sổ và hứng lấy nó. Những bông tuyết lập tức tan chảy khi chúng chạm vào tay tôi. Đây không phải là tuyết thì là gì? Đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!